Cái này có đồ có chữ ở đâu? Hai cái này không có chữ. Vừa nãy thấy có chữ mà. Kìa, đầu của Khánh. Phải gì bà? Phải gì? Phải gì? À, 270. Màu xanh nha bố. À. Có một cây kìa. Cái kia hình như kia đây. Cái bà sao hỏi kia? Không, ở dưới đằng kia kìa. Đấy là cái xanh, cái là cái xanh của nó. Ở dưới kia con. Giờ nay bạn bắt nhìn thì nhìn vào đâu? Nóng nóng này, cái lại muốn mưa. Đang quay một lối kia. Bình tĩnh. Như vậy dài, quay nhanh mới tin thật.
À, sao biết pin giả? Ừ. Quay nhanh không nhớ hết pin. Nó dài. Đồ từ thời Napoleon. Cho 70 tròn. Cho làm sao được chị? Quên không bạn nữa. Thành ơi, đến hỏi Thành ơi. Cô ơi, từ từ đã cô ơi, nó đang quay âm với cháu rồi. Kéo 10 phút nữa cô ơi. 10 phút nữa thì tao về.